chúng tôi được gì cái tên này cho phong yên mong xin cho tôi ra trao chồng phong yên sơ đà lúc đó có một lúc chỉ hợp lúc chạy nhau vì là thái cho sản sự dòng trái cân gạo trừ chỉ nhất là hoàn thiên đường gạo chi lũy hiển đu cho xin đường gạo ý nào nhất đạo sửa tế thu sửa tài vạn bây giờ trừ chỉ cho nông đu là nhân nông là trong cơ gạo thì thiên mà bà thích cho xí thì cho nên cho gì chuẩn phong như sự là bây giờ một xí cho bao sẽ cho nông là nó nhờ trừ chỉ có thể là thế trừ chỉ nhất đạo lúc rồi họ thích cho xua rồi lên chả em đang sửa lên sơ tù nên là cũng mong một xế họ dùng lên chả dọc đó là tu sở sự là giờ xua cho tu sở sự khâu tận thế cho tận hai tiền nên thế là cầu chi thảo ta xu ta cho đi có mong một đôi mong ta mà nhân nho họ lúc giờ tài vạn là cho đi mới cho non đú là giờ mới cho non quá là đú nọ này cho đi trừ xì thế này chỉ là gia ta họ ít không hài lòng là lo chọn đi xử lý nhất là họ tài vạn họ nên mới cho hài lòng nụ tranh chút xia mà này chỉ là chửi xì thế ta họ hài lòng đu đu họ lo trong cơn gạo mà thằng này gia lo mà này chỉ là gia lo cho nó tê xử lý cho nhất là họ tê và tê chế là giờ họ tê chế tê giờ quan trọng cho chế là giờ chờ à tê chế mà ông đâu chế già một chế kia chỉ tao lấy thế mà ông trao cho nên gì cái tên này trả nhớ đâu lúc rồi tại vàng hảo lấy sơ đờ là cút tự chỉ tao một cái tư viên trai cân gạo thế cho nông quá la nọ để chỉ giống vậy để lợi họ nông nơi già là mà nơi già kê già kê thọ thế giờ già là mà được già là cho được tên trên phát trên đồng hậu tên tia tên ra tia là một đôi là tên chế mà nơi đúng kia xứ hai sao là tê tia và tê khó tia ra mà này ra là một trò chân bật luôn chia mà như chỉ bỏ lúc tia anh ta lý thia hơn nhất là sổ tên dây phải pha tê trẻ mà đúng chia ngồng ngồng xứ mà ông trò chả la mắp phê sảnh nhất là lúc rò họ mà tờ chứ tổng khóa tư nhất là hoàn thiên được gọi chi được gọi tròn ta lý mà tôi xua cho kế tôi xua cho ca nhất là lúc rò họ mà như hậu tê thật xua nọ lúc rò nọ mà như tờ chứ tổng khóa tư lý thia là con trai cân đầu hay để cho nông nọ nếu có hỏi cho nông đăng thế cho nông nọ trở lấy sự tu sân rùa thì tu sân phơ tỏ chơ lo hải tìa nếu trời xì nhất đòi hỏi lo hải rộng là những con hải rộng nhất đòi hỏi tạo bố tu chạy tế hệt dương tờ trời xì lo mộng thảo cho nông nọ tư giá nhớ tạo lên tờ à ô lúc xong nhất đòi con hải rộng lợi thế ta sẽ chỉ bỏ tỏ hải tìa trong mỗi lần nọ ta sẽ mỗi tu mà thế lo chọp là thế mấy tôi dân chỉ tụt tồn tại thế rồi giờ tụt thời cho nhớ đồng đội ba đồng ba ba nó thảo tụt nông hoa tụ hoa tài nông lấy tụt nông lo cân gạo này dạo vấn đề chập là lo là một chỗ đồng đội ít dân như phải mà tụt nông nó để chỉ đi đại tờ chỉ đi bóng đỏ à là thảo tới trừ sĩ chỉ đại tờ cá nhớ đồng đội ít xuống mộng tờ cá thế thế trừ sĩ cho nông mẹ ai nó là một trong cơ kia thế chọn thì nhớ đồng đội rõ sức mà chả là mà bên sảnh sân sơ tù mà cung trai cân gạo và trò chậm dở dạo năng lão mà nhưng tạo chỉ tạo nội rộng lên ta nhà nông nó mất tay tu tay là nhà mất tay dạ thì chúng ta là trò chế thiên ga là nó không nó cũng nói nhau trò chế thế mà chúng nông nó lão mất tay chỉ mất chính đồng tay u tay nó tay ga như trò nội rộng như trò lời họ lời cho hắn lời cho lời cho muộn cái là muốn nó ta đi mà nên chỉ bảo thì cho nó quá là nó nếu như nó cái hành chế mà cô ấy dọn chạy cơ ngọc chí như là số tết rồi đến là cậu chí đủ ý lĩnh tù cho xem là cậu ý là thế mà thế là xin xem rồi nó tự lý bế cho lâu lấy cho lùa chứ đã tự chú hai bế nhằm mong sẽ lấy vã sùa là cô chỉ tập bỏ lại thế tự lý nó chứ sùa là giờ tôi chính sự sẽ đã cho phơ một bỏ là giờ tôi tận sản chế như là số tết là cô cho phơ một bỏ cho nông nó hai tiền cho nông nó dễ cho nông hòa nhân nhỏ anh này chơi được chửi xịt đi nào mà trở lại bé chó năng mình chọn đa mà bé hai tiền giờ đa thì giờ à xử lại xử ta chỉ trở lại là chọn nhỏ chứ mà là hai tiền thế rồi cánh cử học bỏ dễ sủ dễ sầu chơi lại thế còn đây
mà xử lý cho nông nó cũng trong cơn gạo hay sao lại cho nông nó sửa chỉ xem chế lên là lang tít tít tư tủ mà ở đây cho nên chỉ phải sáng họ lúc giờ tại vàng họ sửa tế họ mình chạy cơn gạo nhất trong nuôi thì là của chi là của trong đó của trong làm phải sáng sân sửa tủ như tạo chỉ tổng cả từ thế giờ tạo tôi một đầu giòn theo để cho nông món black mình tạo chỉ tăng thế cho nông là món cà chân tỷ giá gì mà cũng chạy cơn gạo thế nó chỉ số thế thì thu ít chi ít trả tôi trả tôi một tuổi, ta chỉ thầu cho tôi trả tôi một trăm đó, cái trong thòng lại, cái cho tôi trả thế thì chỉ cắt tuổi cho nông đủ này à, vì giờ thì trả cho họ đã, lấy giờ trả giờ tăng mạnh chút xí cái đầu, ít thắt chặt đó thế, cái thằng đó cho tôi phơi tôi phân rửa lại cho tôi chọn đã thế là một trăm phơi bỏ hạt tiền, cho nông ở nhà là nó, nên chỉ ấy cho nông không. Đi kia thế nhưng chúng mới dân nông và giờ là già là một chỗ tới giờ tới giờ dùng một trong tam bộ liền à khó nó mà trở lên bé mong mà bé hạt tiểu yêu ôm bò rồi nè ta chỉ trở lên lựa chọn chọn ra là giờ lựa chọn à hồi sợ là giờ lựa chọn à do chữ mà là hai tiền căn cứ yên mua thế là họ bỏ là yên sầu chê hà thì tự ý giải rủ lòng cả ta nó nè lưu vị sĩ mà ta linh đó là cho tôi soi rủ công sơ phơ một câu chuyện bỏ ta thì sao là cho tế cho tôi à ta chỉ nhà nông quá la nào mà trong cơ kia sẽ cho trừ sĩ có từ lọ ta chỉ cho nhà bỏ thì trừ sĩ hậu tôn hòa rộng đu lọ sẽ xử lý ta chỉ thầu cho nông quá la nào bỏ thì trừ sĩ hậu tôn hòa rộng đu lọ anh em cho trừ sĩ có từ kia lọ họ tự cho hậu thế mà khả năng tu san rùa cho đời trời sẽ hơi mùi xe hay là từ tiền thế mà bé lòng đang lầu trà lòng đang lầu tiền đi nào bé chụp bọn thế nào mà thế trong cơ gạo xứ bé chụp vào là khâu thế nào mà thế trong cơ kia một trong lắm mà bé sành sơn sơn tổ cụ chỉ tạo trong một khóa tư thế cho chế tới lòng trời ta đi chế là như mùi chỉ tạo này là thế rồi lý nhất là tết chờ cho nông nó xứ chế như mùi lai chế mùi chỉ đi như già lại là chỉ hay để cho nông đu nào mà này cho ổn làm nào mà bây giờ chỉ ra kia li sau cái giờ cho chế tông chế lầu giờ cho chính một đi cho làm mù lo giờ một trái thì nó muốn lợi chỉ trên dành cái xứ nó nè mà giờ li nó cho chia nó đây rồi giờ chỉ ấy cho chia rộng kia li như vậy cho chia đa vợ là giờ ổn bò thế nào để cho sửa vợ là giờ trở nên bây giờ mong hại mà thế rồi ổn bò thế chỉ ta lên đó là thế rồi lúc đấy chờ nó nửa ta diễn gì lại thế chỉ ta đến đầu lúc đấy chờ nó ta rồi là hạt tiền đình chuyển lại là gì hạt tiền à ta cần nốt là do à ta bị giữ lại nó này anh theo chỉ tới giờ tới một giờ sáng nên nó mới sẽ được bỏ tập bỏ mà chẳng nông nò trở lại tút cho phớ hạt tiền chẳng nông nò vậy chẳng nông uống lọ cân gạo hoặc chỗ lọ sọ uống la ta chỉ thông gạo tụ uống la thế chỉ là hạt tiền hiệu uống la nó này mà cho nó mắc phải sành sân sơ tù cho nó không đỡ mà sẽ đỡ cứ cho bỏ cá như một con tư kia tôi tư là tôi nhân trai tận trong sân đầu chạy thì cho nó quá là nó muốn gà cho một con lạc cho khô phê thế lại là muốn gà cho một nọ tà thế mà cho nó không đỡ mà chân nhìn dưới là mắc phải sành cho nó lúc giờ tại vạn họ nó sẽ cho xua nọ mà là cũng chạy bà cơ gạo theo mua tên khủng nó khủng xí nọ tà lì mà cho nó nhiệt gì hậu mà chỉ tập trong hóa tư là con trai cần có tao không đó giờ bắt đầu là chỉ tao kể một tập trong lai của chị cũng là giờ muốn lo lén muốn lao cả là giờ hạt tiền muốn hậu lực là giờ muốn thiên đòn thì hậu tao tê là hạt là giờ tê chờ nó mò lên ta mà ô tô cho tôi là lụa là sau đó tôi giờ tao giật là giờ tao chọn chơi là tao nô thiệt mà cho nông nói cho nông ở trong cơn gạo chú sĩ nhất là chó xe đừng gạo y nọ mà cô ấy khó và tên mạnh lo cơn gạo nhất là cho nông nó thế bê cho điện gì cái tên trả nhất là hầu tên lên đất thật xuống nọ cứ tổng dí dạy tên mạnh chú sĩ lo cơn gạo lý thế mà bê lòng đang lâu trả là lúc bị dư ta lý nọ là bê thì chỉ tôi bỏ tên dạy tên mình tên mạnh của chú sĩ cho nên nó thế mà khả nó cô ấy khó và tên mạnh lo cơn gạo chú sĩ là giờ thế thì mỗi ý chỉ ý dạ ý chỉ ý dạ ấy thế lúc đấy thầy xuống nó ta diễn gì là sao chả nhân để lang xong thằng lại cho anh nó chỉ đi xem lại
cho anh nó chơi ta chơi gì cho anh nó chơi play mua tê cá tên nong tê a chỉ tên đầu ta sao nên là hồi cháu cha là sẽ do thị chứ nhất trong tết chờ nó được cháu thế lòng bao cho chia là do chỉ vừa lúc tết chờ làm gì lại thế là thế cho sự vừa thì nó gặp là mà bên sảnh trước giờ tổ cháu chỉ tao lúc tết chờ nó thế mà còn nó cũng dễ khó tới mày có dọn chai cân gạo đổi trồng phong như xưa đã để cho gì giá trò xử lý tết chờ là một trò tết chờ dù nhỏ và như chỉ tao bỏ tới giờ tới mày cũng liên tới kia thế mà dầu nó cũng nó là khó để dọn chai cân gạo lên thế mà đó là mày bên sảnh sân cho tổ cụ chỉ tao tận trong hoa thư mà giờ dù tết chờ giờ dù xa thì giờ trong trong này giờ tổ nó gặp ta ta chỉ giờ trong tết chờ giờ thầu lọ trong liên tới cũng chai cân gạo thế có cũng mù mà chỉ khi anh ta nửa lọ gặp tì này dù thế thì một gặp tì này được chỉ đứng tỏ dù nó sinh ta vậy cũng chai cân gạo mà giờ trong lúc thì đừng có xa là chơi thế này cho nông nọ thế này cho cái già cho ca này già cho cái một lọ cho tao tỏ nó hàng đủ tỏ lại thằng này già mù chơi ít biên chỉ sứ chơi chơi già ta ở bỏ bờ thì già ta một lọ được tỏ thế giờ là họ sân ruộng mới nhất được tỏ giờ họ chỉ bỏ ít trong nông khó tư thì thế chỉ bỏ ít trong nông giờ già khó tư là giờ khó nó cũng giờ sự sinh giờ cần cầu thế sẽ giàu đã chuyển tiền thì cũng mới cho là thái nó bé sẽ là tổng lòng sư ở trong gì tận thế nào giờ là cho tôi là luận cho tôi chơi phơi cho tôi tận về họ sân chỗ sẽ họ dùng đi trả cho cũng mới theo mới cho là thái sẽ thằng nào muốn ra tỏ sẽ hay dùng phi của đã chỉ nữa ai tỏ là sân chỗ thế là chơi phơi cho bỏ cho bé mà để họ chỉ cho một bao hạt tiền tụi chia đã chỉ tiền thế là gì là một trong tam bộ đi nào thế giờ đã chỉ của được ta chen gì thì thế là một trong tam bộ đi nào bé mà để họ sân chỗ cho phơi một chút đồ để chia tao tận thế là lấy xe là tao để chạp bên mà lấy hàng ship bao đồ nữa trong khi xe đạp bây giờ dùng để ta trở nên xe đạp nữa.